rằng cái lời tôi nói là một trặc hai trúng, mà trúng là hết bệnh, trặc không có side effect. Vì chúng ta lựa vào cái sinh huyệt chúng ta trị, chứ chúng ta không cố tâm đánh dùng một cái định huyệt đã có sẵn. Như vừa nói nè ha, thí dụ như hai bên của cái vùng bẹ hạ sườn này nè, người ta té không, người ta trúng ở đây bị dập, đây cũng gọi là bị dập lá lách vậy. Thì bây giờ quý vị coi mấy cái người mà võ sĩ họ lên khán đài á, họ đánh nhau á, nhất là cái môn võ quyền anh á, Bác sĩ. bác sĩ nó lo nó bảo vệ cái đầu xong gì mà quýnh ở bên đây thì ok, nhưng mà mấy anh là ăn gian á, chi đơn mà thụ vô không anh mà hai này á, là trọng tài nắm kéo ra liền, tại quýnh lâu quá nó bể lách, quý vị hiểu không? Cho nên á, người những cái vùng này là rất là dễ bị tổn thương. Do vậy cho nên ở đây là chúng ta chỉ đi vào sinh huyệt chứ không định huyệt. Một điểm thứ hai, hình như đây cách đây mấy tháng nó có một vị nào ở trên San Gabriel hay đâu á, gọi xuống cho tôi nói là đêm bị đau bụng, đau cái bụng. Tôi mới hỏi đau làm sao, nó mỗi lần đau gì nó tê cái tay luôn. Thì hỏi đau làm sao, nó đau trên rúng. Thì tôi nói à, với ông xã nó bây giờ lấy cái máy sấy tóc á, hơ dưới rúng, tức là hơ đối xứng chứ đâu có hơ ngay đúng, cũng đúng vậy mà đau trên hơi dưới, hơi gác ngủ tới sáng luôn, sáng mai rồi xuống nói trời hay quá, chứ bình thường vậy là phải kêu nay quanh quanh, cổ không đau bụng thôi, cổ đau bụng là kêu nay quanh. Do vậy cho nên quý vị cứ tin rằng cái lời tôi nói là thiệt, quýnh trật là không hết bệnh mà quýnh trúng là hết bệnh, chứ không có cái vụ sai phát, là vì chúng ta cũng không có sâu. Quý vị nhớ là một nguyên tắc là chúng ta không có dùng cái kim hay cái gì đâm vô sâu, chúng ta không sợ. Quý vị nhớ được vấn đề đó chưa? À, không biết thầy Vinh Rồi, thấy cảm sao. ơn thầy Tiến Lộc. Cái câu hỏi đó cũng có thể là nhiều khi chúng ta cũng thắc mắc cái điểm đó. Vì cái huyệt là nó có tử huyệt, sinh huyệt, tùm lum hết, nhưng mà theo thầy giải thích thì chắc quý vị có thông thông cho điểm này phải không? Chỉ có lợi thôi, không Dạ, và tôi cũng xin chia sẻ thêm ở đây đó, chúng tôi cũng có mấy vị bác sĩ đông y tốt nghiệp ở đây nè, tốt nghiệp Hoa Kỳ, thì châm cứu Trung Kim ở bệnh đây. Nhưng mà tôi thấy mình thật tình mà mình nói đó là dùng kim đó, nó có hai cái, xin lỗi nói đây không phải là mình chỉ góp ý xây dựng để mình nhìn nhận thôi. Kim đôi khi mà nó bị sát trùng hay là kim mà lỡ mình không có kỹ đó thì nó có thể lây này qua kia, và cái mức độ mà nó như thầy Lộc nó đi vào rất sâu, vì không có nhiều kim đã đi sâu vào con người của mình lắm á. Mà thầy giỏi đó, mà đúng ngày cái huyệt thầy Lộc thì ok, mà chỉ cần chợt thì nó lại chỗ khác. đúng rồi, nó đi ra À, khác. cái người bị châm á, không có cảm giác, không có cảm tưởng, rất là nhạy, như là cái môn của thầy Lộc. Thầy Lộc quý vị thấy không, không có dùng dụng cụ, các vị xước dùng dụng cụ thật sự. Cái này chúng tôi nói là để xây dựng thôi, chứ nếu mà bây giờ mình chế cái này xong thì là bán cây 5, 15, 20 là quý vị mua liền à đó. Thành ra nó có những cái đó là cái sự thật, nhưng mà thầy Lộc không dùng dụng cụ rõ ràng. Thì tôi thấy đằng trước nhiều khi tôi cũng lo lắm, lỡ mà mình chích hay nó cái gì mà đuổi mà nó có lây lan thì đứng đó là chúng tôi ở đây chịu trách nhiệm. Nhưng mà đối với thầy Lộc chữa bệnh này chúng tôi an tâm thật sự, giống như là mình massage thôi mà làm cơ khơi ngoài. Mà quý vị thấy thầy Lộc đụng một cái là nhói liền, thì đúng ngay cái chỗ đó nó là chữa. Mà thầy thấy là dễ học, đa số chung đó dễ học và dễ hành. Và một lần nữa chúng tôi xin xác nhận thế này, ở đây chúng tôi thầy Lộc á, chúng tôi rất là kính trọng, rất là quý trọng các vị mà bác sĩ gọi là lương y như từ mẫu. Chúng tôi rất tôn quý, chúng tôi rất là kính trọng các vị đó. Và cũng như các vị thầy, chúng tôi cũng rất là kính trọng các vị chân tu. Và thầy Lộc có cái câu gọi là, ông mà ông cũng nói là gọi là tiếu ngạo y đạo, tiếu ngạo giang hồ. Thì đó là có những cái mà thầy Lộc với chúng tôi đây cũng mạnh dạn, đó là giống như xây dựng những cái ý kiến để trong cái ngành y này đó, các vị để mình tiến vào những cái lương y như từ mẫu. Chứ cái điều mà đó thì đa số chúng ta rất là kính trọng các vị đó, là các vị thầy chúng tôi hoàn toàn kính trọng. Và nói đây chỉ ý kiến về xây dựng, rất là cảm ơn cái sự thông cảm của quý vị đảng thầy Lộc. Dạ, xin thầy mời. Rồi, rồi tiếp theo một vị nữa, Khoa Lê. Lê. Còn thiếu cái chữ văn nữa thôi ha. Sao là bữa nay ngày của Lê Văn Khoa mà.
Sao? Còn cái tay này đau dơ nó dơ tới đâu nó kẹt. Nó dơ tới đó nó kẹt á. Dạ, nhưng mà nó giặt xuống vậy đó, nhưng mà phiêu được đằng trước này, ở đỉnh này hay đằng sau này. Phiêu á, lúc mà dơ cái tay lên mình phiêu được nó đau chỗ nào? Nó đau giống như là tiêm thuốc vô. Biết rồi, nhưng mà cái vị trí đau á, mình nghe nó đau ở trên này, đằng đầu này hay đằng sau này. Đau chỗ nào? Nó đau trong cái trong. Bây giờ cứ cử động thử đi. Nhưng mà mấy bữa nay con thử bấm chỗ này nè. Bấm ở trong này, trong vùng này có một cái chỗ. Chỗ cực đau. Mình bấm trúng vô đó thì dơ được. À, đó. Đúng rồi. Bấm trúng vô đó thì tính. Đây nè. Đây nè. Đó, rồi. Đó, bấm trúng vô đó là dơ. Rồi, bây giờ tôi không cần bấm bên đó. Tôi ăn thử bên này con nó đau không nha. Chưa. Bên nào đau nó bên đây này nha. Dạ. Tôi ấn vô cho nó đau nó. Cứ đông cái tay này lên này đó. Dạ. Nhẹ 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 nó hở ra tôi mới thấy được. Không có chỗ nào đau hết. Rồi. Ngồi xích tay chứ. Tôi đè cho hai người. Phá miệng nè. À, thấy cái lỗ à? Ừ. Ngầm miệng nè. Mắt vào. À, đè nè. À. Hai bên lạnh, bên nào đau nó. Ừ. Bên này đau phải không? Hơi đau. Bên này? Không. Không đau, bên này đau hơn ha. Ừ. Chỗ này có đau không? Đau. Đau ha? Ừ. Đây ha? Dạ. À. À. Một, hai, ba, một. Đau á? Ừ. À, thử cái tay lại cho đó rồi. Ướt hơn phải không? Ướt hơn. À. Cũng còn thì cũng khởi sườn sườn chút đó thì nó sẽ thay đổi vậy đó, khi nó thay đổi vậy là mình chờ tiếp cái này ha, nó đau lạ lắm thấy không? Yeah. Ha, trong khi mình bệnh nè thấy không? Yeah. Nó không đau, mình không bệnh nè đó. Yeah. Nó đi vậy đó. Tùy chỗ này thôi. Yeah. Có một chỗ này thôi đó. Yeah. Lấy cái tay đưa lên nó thấy rồi. Đừng cho nó kẹt tóc, đừng cho nó kẹt đó. Đúng rồi. Hả? Sao? Nhẹ nhẹ vậy thôi. Hả? Sao chú này đang ngược bên rồi, con này đâu? Đúng vậy? Đúng rồi, mỗi người nó khác nhau á. Thế vậy thành thử phải khám là vậy á. À. Đúng. Hả? Thành thử thay vì bị ấn vậy phải không? Thì làm vậy. Hả? Thành thử cho nên quý vị thấy không? Nó thiên hình dạng trạng là vậy, chứ không phải nó chỉ có một chỗ. Đó, lên nó còn kẹt chút á. Đó, còn kẹt chút là chỗ này gì nó còn đau nè. Yeah. Nó sẽ tỷ lệ thuận mà muốn cho này nó hết đau thì đây hết đau. Yeah. À, đó, bây giờ cứ nắng tiếp nè, nó đau sâu vô hơn á. Yeah. Thì mình nghe thử coi nó còn đau chỗ nào nữa. À, nó vô sâu thì mình thấy nó vô sâu thì nó vô đau. Yeah, yeah. Nó vô sâu là nó vô đau, nó có hai chiều. Thường thường nó đi từ da nó vô tới xương phải không? Yeah. Phải không? Thì vô sâu là phải vô xương, đúng không? Giờ mình lượng cái điểm gần xương nè. Coi thử cái nó có ăn ở chỗ điểm xương không? Hay là nó ăn ở phần cơ? À, đây ha. À. À, à, sau là bây giờ nó lại đi vô theo chiều vô trong chân tóc. À, ngồi ngồi xe ra đây chút xíu. À, đây. Hồi nãy nó ở ngoài da nó liễu thế này nè. Quý vị thấy cái tiết đoạn từ đây tới đây không? Nó tương ứng giống như từ đây tới đây vậy. Cái gù nè. Nó giống cái gù này. Thì cái tiết đoạn đau da á, tức là đau từ đỉnh da cho tới cái cơ delta là cái cùi chỏ khoảng này. Thì
thì giờ nó ăn sâu vô trong á mới đau, thì bây giờ mình mới theo cái mình liễu từ ngoài vô nè. Hồi nãy nó đi theo chiều này đó, bây giờ mình đi xuống theo chiều này, đi sâu cho chút đó nhăn à ha, đó đó vậy ra. Cái này để lâu quá nó cứng cái gáy luôn á. Rồi thử lại coi. Được ha, gãy đầu được ha. À, nhưng mà phải làm thêm về nhà, phải làm thêm chứ đừng nghỉ yên. Nhưng mà có cái này là bị cách đây có 1 tháng rồi. Thế giờ rồi cái kêu là đi châm cứu. Đi châm cứu cái ngày đầu tiên á. Tự nhiên ông bấm ông châm sao trúng ngay này mà trúng ngay cái huyệt nó đã lắm rồi. À nó đã. Nó đã lắm, cái ngày ông nhớ thấy nhưng cũng đỡ đỡ. Cái ngày thứ hai đi tiếp ông châm sao có sủi luôn. Ngày hôm sau châm cái tay bây giờ là về ngủ nó đâu. Tức là cái ngày đầu tiên nó đắc khí thì mình nghe nó đã. Còn ngày thứ sau mà nó bị như vậy đó, tức là một là bị quá tải, hai là nó trật. Trật, nó đúng. Cái đường đi nó không tác động đúng nữa, nhưng mà cố gắng quá nó trật giống như xe mà mình chị leo cốp vậy á, nó dằn một cái rồi là mình biết không quớt rồi. Chứ cây kim châm cứu mà châm đúng trên cái kinh nghiệm chúng tôi châm á, châm cây kim vô thứ nhất nó smooth. Quý vị cứ tưởng tượng ở ngoài biển á, nó giống như cái trung tâm bão vậy, nước nó đi xoáy vậy nè. Anh nào càng vô tới sâu ở trong này đó, nước càng như phẳng lì không có rung động. Mà anh nào mà đứng ở ngoài cái vòng tròn hướng tâm này đó mà đi ra đó ha, là tàu nó nhồi chết bỏ. Cho nên hải quân có một cái tục nói rằng khi nào bị bão người ta đi vô bờ, riêng hải quân chạy ra trung tâm bão mà ở chỗ im nhất. Nhưng mà chính chỗ im nhất đó, nó nhận quý vị lúng hẳn luôn, không biết được. Như vậy cho nên cái huyệt trong châm cứu cũng gần giống như vậy, hãy châm đắc khí mà trúng á, nó giống như quý vị châm vào cái bong bóng bể vậy, nó có nghe gì chứ á, mà người bệnh phê mà châm vô mà thấy người ta phản ứng tệ nhang á là biết trật huyệt. Không trật nhiều nó chỉ cần một ly cũ thôi, xíu thôi là nó khó chịu. Bữa vừa rồi cái ông châm nó lần sau á, tự nhiên tay đâu vậy, ông châm cái này nó ấy. Cái sau cái về cũng nhức quá chịu không nổi. Cái mấy ngày đây cũng rà bấm đúng tự nhiên cái chỗ này. Bấm vô này cái tự nhiên nó đỡ, giờ tay được. Cái kia bữa hôm sáng này cái đi chữa bệnh ấy, nghe cô kỳ giới thiệu cái chạy qua đây thử. Thôi giờ mình giải qua đây. Vậy đó là làm vậy nha. Mấy cái điểm đó bấm được cái được rõ. Quý vị thấy giờ thầy Lộc công ty ra mua xa mướn chỗ. Mướn chỗ chị mình người lấy chừng vài chục thôi. Ba bốn chục thôi. Nhưng mà mình biết hết không thằng bóng hết chút xíu cho mày trở lại nữa. Năm lần mình lấy 30 là quá 150, được không? Quá. Tại vì ăn tiền thành ra anh ta tin. Rồi anh này sao đây? Tôi đây tôi có bệnh thống phong rồi gao đó. À. Ê, ăn thịt bò rồi nó bị không ăn không? Không ăn thôi. Vậy đổi đi, đổi lại ăn niêu sò được không? Ờ, chưa ăn. Chứ mà nó kỵ thịt bò hả? Kỵ là cái chắc, kỵ là bây giờ bỏ ăn uống á, thịt bò mà. Ờ. Trà cái này nó khó trị. Vô nè, để cái cô vậy lên cổ trị hay lắm cô nãy mà. Vô nè, khó trị nha. Người ta nói gan á là nó là một cái function của gan á là dynamic, tức là năng động. Cái nhiệm vụ của nó giống như là cái máy mà chặt á. Những đồ vật cứng mà bỏ vô á là cái gan nó phải làm việc rất nhiều. Nó chặt những đồ mỡ, những đồ gân, những chất béo, bất gì mà gọi là khó tiêu là cái gan nó chơi trước. Mà cái tính của gan là gì? Nó tiết ra một cái chất rất là chua để nó làm cho cái béo nó giảm đi. Cho nên quý vị để ý là người ta muốn ăn đồ béo mà ngon á, người ta phải kèm cái vị chua. Có để ý ba ngày Tết mình ăn không? Thấy không? Cho nên ăn cái gì béo phải có chất chua. Cho nên càng như vậy là càng bắt cái gan á, nó chở quá nặng. Nó đã chặt những cái đồ đó để nó biến thành thức ăn cho mình rồi. Mình còn chơi phụ thêm béo để nó, nếu nó quá tải nó tự động nó phải lượt cái chất chua đó nữa. Như vậy do đó cho nên cái khi mà chức năng gan mà nó bị yếu á, là người ta đề nghị là phải ngưng cái đó. Chứ nếu mình ăn nữa là nó rất nguy hiểm. Đó.
Và điều thứ hai đó là nó đưa một số những cái chất đặc biệt nó lọc ở trên não mình. Do đó cho nên nếu mà cái gan mình yếu là dễ đưa đến những đề tiêu hóa, dựa đến thì tai biến mạch máu não, mà cái việc trước mắt đó, đau trước mắt nó là sơ gan cổ trướng. Cái nguy hiểm nhất. Dạ, thành cái gan khó trị là vậy. Thành thử cho nên khi về vị bị bệnh này rồi là về do nó dưa tại cái chức năng gan. Thành thử vị tôi chỉ cho vị cái việc về vì vậy vì làm. Chân đó thì. Dạ chân á. Cái bớt hả? Dạ cậu giới mới thấy chứ. Đúng rồi. Vậy mà không có cái giới người ta không thấy. Khi mà chú đau lên chú bị sưng với ngón cái chứ. Đấy đường đó. Cái đó đỏ cái nó vừa đã xong đã non. Đó thành đấy cho nên mới là. Con ăn canh chua vô cũng bị. Đó. Con cần ăn thịt bò ăn canh chua. Vô. Có người đó hả? Bò đâu có cần canh chua gì đâu, ăn măng không vô là cũng bị liền. Thì nó là chuyên môn đặc trị. Nó đặc trị nè là cái bàn chân của mình á, cái bàn chân của mình á thì mình lấy cái đầu ngón chân này nè đó là cái chuyên môn mình giao á là trị theo thuốc tây là trị gì là dùng hydrocortisone trị. Do đó cho nên theo đây tây y á là như vậy, nhưng mà theo mình á thì mình coi á cái bàn chân của mình á với các ngón chân của mình nó giống như quả thận vậy, không biết gì có hình dung ra được không. Nếu mình vẽ cái bàn chân mình hơi cong cong vậy nè, ngón chân nè hả, thì cái eo bàn chân này nè nó giống cái núm thận lắm, cho nên là các cái ngón chân này đó nó đồng, nó tương ứng với nang thượng thận. Cho nên ngày xưa những vị nào mà chơi cho bằng cái này thuộc về loại nhà nghề mới dám chơi nha. Buồn làm bộ ngó chỗ khác để xuống ngay ngón chân cái làm cái rầm, đứt ngón chân cái là giải ngủ. Thành nữ cho nên á, cái ngón chân cái là một trong những ngón nằm ở tuyến thượng thận, nó quyết định quan trọng cho bệnh gao. Cho nên hãy ăn vô mà nó sưng như vậy là nó báo hiệu cái gan nó yếu mà cái thận là không nổi nữa. Thành nữ cho nên á, quý vị chỉ có nắm đây thôi. Ngay cái mắt đầu tiên này nè, ngay mắt thứ nhất này ha, vị nắm vậy, ha, ha. Bây giờ nó không đau mà. Không thì bây giờ tôi thử việc cho vị coi, ha, nắm ngay giữa là nếu bị dị bệnh á, ấn vô đây đó, okay. Mà đau á, là cái gối này đang bị đau. Bệnh gao nó đi như vậy đó, rồi, hoặc là một trong hai cạnh này vị sẽ đau một cạnh, đó, ha, thì nó sưng tấy đỏ lên. Thì mỗi ngày đó, vị án vô cái việc này, vị nắm vậy, đó, vị nắm vô đây, vị quay về cho tôi. Để cho nó kích thích cái thận làm việc đó. Rồi xong vậy nắm về vậy quay tiếp. Mà quay quanh quay thôi nha đó. Tại vì vậy lựa chọn chiều nào cũng được. Không cần trái chiều kim đồng hồ ngược chiều thuận gì hết á. Cứ nắm vô đó thôi. Này nắm đây. Cái giữa nè từ cái móng đi lên. Quay thôi cái giữa ha. Đó vậy nắm về. Ồ nó chuyển động đi cho người à, nó chuyển động tới đâu. Giờ vậy trả đây. Thẳng lên. Qua mình nói à, thấy không? Lên tới đó luôn, thấy không? Đó. Okay, cho nên quý vị cứ tưởng là cái chuyện mình làm ngoài da nhưng mình nó trúng là nó nhảy tới như vậy á. Thì cần gì phải kiếm. Đúng không? Đúng. Vì mình không biết cái điều này cho nên mình nghĩ là phải kiếm mới là vấn đề. Đó. Nhưng mà điều này chứng tỏ rằng không sợ chạy. Trúng là mình như người khác làm với mình chứ mình làm đâu có mạnh. Mà đâu có cần mạnh, trúng quyệt mà. Vậy à, vậy thấy người ta đờn không? Chứ bây giờ đây, mình làm này, mình làm thấy yếu siêu. Không yếu, tôi làm chung béo vậy đó. Giờ tôi sẽ chỉ cho đi làm. Như tôi lấy thí dụ đó, người ta bún gì đờn á. Thấy không? Ông thầy ông lên đúng dây cót đàng hoàng, bún nhẹ hay nghe. Còn mình nó nắng bóp quá trời, chạy kéo vuốt quá trời, mình nó cũng không ra. Là tại vì nó không đúng kỹ thuật. Đó, vì nắm đúng kỹ thuật nè. Vì bẻ ra vậy chút xíu nè, vì nắm vô điểm giữa nè. Rồi cái đúng cái điểm giữa nó vậy quay đó vậy thôi ha, không gì nắm hai bên này tiếp vậy cũng quay vậy thôi, vậy kích thích vậy thôi đó. Rồi gì thực tập thế ra thực tập hả? Bấm này, bấm vô cái điểm giữa trước, bấm này đi giữa này không thì điểm giữa, nhưng mà gì phải hay kéo ra đó nó mới lòi à đó. Rồi gì nắm vô cái điểm đó rồi gì quay à, quay xong rồi bấm vài nữa, nắm hai bên cạnh đó vậy chiều. Ok, rồi được rồi, theo cái chiều nào mà vị thuận thôi.
Dạ, mỗi một ngày vậy làm như vậy 3 lần, mỗi lần vậy quay 7 vòng vậy thôi. Bây giờ nó không bệnh mình cũng làm vậy. Được chứ. Lý do là sao là vậy dưỡng cái gan cái vị mạnh lên mà. Nhưng mà vị phải cử ăn trong giai đoạn này chứ vị đừng có vừa làm mà dự ăn vô nữa làm không được. Cứ thay bò nữa. Phải cử chứ. Cử nó đau chúng ta nhịn thêm hơn. Vậy chúng ta để nó đau khổ lắm. Thì phải vậy đâu, thấy không? Rồi cái thứ hai này, tôi chỉ cho dì tiếp, dì dán cái quần lên. Rồi dì để hai cái chân dì song song với mặt đất, song song đây, đi thẳng lên, rút vô đầu gối đó. Đấy lại bằng bình thường, parallel. Hai cái này để đang để riêng ra, đã hạ thấp xuống đất luôn. Đó. Rồi dì ngồi trong này nè, dì giống như dì bao á, từ trong đi ra. Dì nắm nha nè, dì ủi nha. Nắm tay lại, nắm đã. À, vì coi tôi ủi trước nè ha, một cảnh nè, hai cảnh nè, ba cảnh đều nhau ha. Nè, vì vuốt nè, một, hai, ba, ha, vậy đó. Đó, ha, hoặc là vì làm cho người ta là vì làm về, như nắng vô. Thì nghe thử cái chỗ nào đó, đây là nó phê ha. À, nó phê rồi phải không? Nó phê đây, bỏ đây đi. Cái mình mới chọn vô giữa. Phải không? Quán tới tôi chỉ cho chị làm. Đó, giữa nè. Thấy không? Làm cùng một lực gì mà không đau. Thì như vậy chỉ có anh này là bệnh. Thì để cho chị, để cho chị nhận định nhé. Vì chị thấy rồi, bây giờ tới đây cũng không đau. Ăn thử bên này. Cũng không đau. Thì như vậy là chắc chắn anh này bệnh nè. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Nó thấy không? Mà không cần làm mạnh. Rồi. Đây là chị coi nè ha. Đó, mạnh hơn nè mà không đau. Thấy không? Thì bên đây cái chân này dị bệnh nè. Cái chân này bệnh rồi. Thằng này nó sưng đây. đúng nè. Thấy chưa? Thành để cho nên lý do nó tôi mới khuyên vậy, vậy phải ngưng ăn và vậy phải trị điều trị thì nó mới bệnh nó mới hết. Vậy thôi chứ. Điều trị vậy thôi. Rồi bây giờ còn một bệnh nữa. Rồi. Hơi thở nó yếu, nó ngắn lắm. Sao? Đúng rồi, hơi thở mà nó ngắn là vấn đề là tim mạch nó báo hiệu rồi là mình phải cử ăn nữa là đúng rồi. Già rồi đó. Thấy rồi. Không thể chết. Tức là cái năng lượng của cái lý luận của đông y nó lạ lắm nha, nhưng mà nó rất đúng khoa học nha. Cái xe quý vị chạy đó mà giọt được hay không giọt có cái gì chỉ tưởng có xăng như là bugi không đó cái gì, bạc đó là đó cái gì. Nhưng mà không, nó còn thêm một bộ phận nữa. Đó là cái dynamo và cái battery. Cái spark được phun lửa mạnh hay không á là do nó cái dynamo. Cái dynamo nó không đưa ra được đủ lửa cho cái spark á là cái xe chạy không ngọt. Cho nên người ta chế cái đồng hồ mà để mày chạy về dẫn tắt một bên bên hai thì bên kia phải lên 40-45. Một bên là nó chạy lên 3 thì bên kia nó phải tăng 60-65 là vậy đó. Kế bên cạnh đó nó có một cái quan trọng đó là battery. Thì người phương Đông mình nó cho rằng cái thận là cái battery là cái gan là cái dynamo. Cho nên cái lửa của hai cái anh này mà không tạo đủ á là cỡ như là cái việc nó cứ sinh ra cái chuyện đủ thứ chuyện trời đất. Cho nên nó cứ nói là tiếng nói đó là tưởng là chỉ là có cái thần kinh hầu thôi hay là cái cổ họng cái thanh quản thôi. Nhưng mà không ngờ tiếng nói còn do nên cái nội lực của tự thịt từ thận đi ra nữa. Cái tiếng nói phải có từ cái nội lực như vậy. Cho nên có những vị người ta tu cao á, người ta nói á, rất là bình thường. Mình nghe cái âm nó vang đi. Cho nên trong tướng học ta khen là vậy đó. Nhất thanh nhì sắc, anh nào mà cái tiếng nói càng tốt á, là nó trầm mà nó ngân. Nhìn ca sĩ đi. Ca sĩ dở sửa sắc đẹp lại không mấy hồi. Nhưng mà giọng ca không gút là không gốc. Cho nên nhất thanh nhì sắc là vậy đó. Cái tiếng nói nó thuộc quả thận. Cái lực nằm ở đó. Thành nữ cho nên á, khi bị gì vậy bị như vậy đó, giờ tôi chỉ cho bị gì trước, vì làm thông cái tim trước. À, nhiều cái chà thế này trước này mà hay cái tay này nắm lại, thì tay này phải bend. Bend ngửa như vậy, vuốt từ trong ra như này. À, tự mỗi ngày gì chà, xong gì đổ tay. Bend bên này, nắm bên này, gì chà đây. Khi chị già như vậy đó, gì để ý chỗ nào nó đau. Rồi, nếu không đau thì thôi, coi như quả tim gì tốt. Rồi mở mắt kiến ra thì thử hai bên quả thận. Thận á nằm ở hai lỗ tai. Cho nên á chà hai bên này. Nhưng mà khi gì lý huyệt gì hả miệng lên chút. Hả chút sao? Chị thấy cái lỗ phải không? Chị ngậm miệng là chị mắc phải không? Đó, vuốt hai cái lỗ. Xong, chị vuốt bên trái nè, từ cạnh này tới cạnh này nè.
thì dì dùng sống bàn tay nè, dì vuốt nè. Như con tôi vuốt nhà 7 cái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Đây, dì nghe lại cái hơi thở của dì coi. Nhưng mà họ nói là thở bụng nó hơi nó dài hơn. Đúng rồi, cái đúng rồi. Đó là cái tập thở cái bụng á. Còn đúng cái này tôi chỉ cho vị là vị đã thăm việc đạo trước rồi vị tập hít thở sau. Thì lần lần nó sẽ thở sau. Okay. Hả? Mà sao không bên này là bên này thôi? Bên trái thôi thuộc tiếp. Đó, đi dùng bên trái. Bên trái à. Vuốt nghe nè, dùng cái bàn tay sống nè, vuốt đó, vậy đó. Mình năm ngón tay gì phải khép lại, khép lại vậy nó mới có cái lực. Không phải nắm, khép lại vậy nè, đã khép cứng vậy nè, à, như lưỡi dao á, như cái lưỡi dao đấy là nắm khép kín nè, khép là đóng vào, khép là đóng rồi, đâu có cái đó ở đây là vậy, khép là vậy, nắm này vậy, mà gì phải chà ngay từ cái xương căng này đi chứ, bảy cái rồi đó, chị ta như vậy một ngày 3 lần rồi chị mới hít thở sâu vô sao. Hít thở bụng sao từ từ gì sẽ thấy cái lực nó khác. Thở mà thở bụng thì nó dài lắm. Mà thở mình thở bình thường mình thở ấy nó thì nó không thở nó ngắn. Cho nên mình bác sĩ họ nó tập thở bụng. Thở bụng nó dài đúng. Nhưng mà phải đã thăm cái đó, dù hít không sâu được thì làm sao hít sâu được. Đúng rồi. Rồi nhớ nổi không? Chụp cũng mừng tượng thôi cũng được. Mang kia vô thì lấy cái ngón tay nè. Ngón tay nè. Ha, đó. Đi dưới bên trái. Nhưng mà cái lực nó đi phải đi sát cái góc này. Sát từ góc này đi xuống. Thấy nó như vậy nha. Bây giờ tôi không có giấu nghề gì đâu. Mà tôi nói ra tại sao có nhiều người làm không đúng, không có kết quả. Là tại vì cái con đường này là con đường của tâm. Cho nên mình chà vô đây đó. Mà mình không dùng cái lực này đi vô chà sát vô đây nó không quớt. Cho nên có người thấy nó chà như vậy. Còn nếu tôi giấu nghề tôi nói là muốn chà sao chà thì không anh. Cho nên ở đây là chỉ quýnh một chiêu một á, mà tâm mà thế hai chiêu là quýnh một lúc là như vậy đó. Đó. Bên trái à, có sao trà lỗ không sao á, trà lỗ vậy trà lỗ. Nhưng mà trà lỗ trà lại không sao. Cũng làm 3 lần thôi hả? Đúng rồi, đừng có làm nhiều. Bởi vì nè, tùy theo, đó thì như có cái vị buổi sáng đó, vị một ngày với làm 4 tiếng đồng hồ với học tập á. Sao đâu có sao đâu, thì dì cứ ấn quyệt vậy thôi, cái chân của dì bị nặng quá, thì nữ như là dì cứ tìm quyệt bên đây đau, dì ấn bên đây chân. Thì cô như tôi dặn cô cứ làm 3 lần thôi. À. Rồi, cảm ơn thầy. Nha. Rồi, chúc thành công. Rồi, Lê Thị Thoại. ai là Lê Thị Thoại? Dạ cháu. Không bị cũng không tay giữa thầy. À. Bên này là sao? Dạ nó sáng ra cái nó bị gì nó giật giật. À nó bẻ củi, con bữa củi, gọi là con bữa củi đúng không? Nó vô về cái nó ra không được hoặc là nó vô không được. Bây giờ ta tới đó thôi, tới cứng ra thì bây giờ đó thì giờ đây một là chà cục bộ thường thường á là chà đây, chà từ trong này ra nè ha, coi thử nó đau không, chà phía dưới này đó, đừng có chà trên này, một ha, hoặc nó vuốt này nè, có nghe đau không, không nghe đau ha, không đau cả giờ mới đau đó, giờ mới đau đã quớt á. Này, đó đây, này vuốt nghe nè. Cho nên vị làm cho vị á, là vị lấy từ trong này vị ủi ra. Dạ. Còn tôi làm gì cho nó có cái lực nè. Ha. Đau rồi đó. Rồi, vị nắm tay lại thế coi. Mềm hơn không? Dạ. Vậy mình phải làm hoài á thầy. Không phải làm hoài thì cũng ngày 3 lần vậy đó. 3 lần 7 cái. À, xong vị đau quá rồi 7 cái cái này gì vị đổ tay. Vị đổ tay ha. Đây, băng này ra. Ha nè, bên này ha, một cái xuống nè, một cái lên, thì nó mới lòi cái này ra mới nắm được, ha, nắm nè, rồi xong đổ nó đổ tay, cũng ngon xuống ngón lên, sao anh này đau nhiều hơn nè, đau chịu nổi nha, rồi cái mình bỏ đi, mình thử mới có 2 chiêu thôi, giống bên đây nè, cũng ngón này ha, thử giống nè, đó,
bằng bên đây không? Bằng không? Thằng nào chắc cũng giống nhau. Hai này giống nhau không? Về thử này lại nha. Đau nhiều hơn chứ? Rồi, bên này lấy bên này, rồi nắm lại để ra. Dạ, tay con bị đau lâu lắm à. Ừ, nhưng mà giờ nắm vô nó dễ hơn, buông ra dễ hơn không? Dạ. Đó, đó, vì mỗi ngày gì làm như vậy á. Này, này. 1 2 rồi, 1 2 nhiêu đó thôi, không nhiều. Dạ, rồi xong rồi đổ nha, 7 gái rồi ha. Dạ. Vì để hai bằng chân ba lo leo. Đó. Banh này nè chú, vì nắm nhẹ nhàng như quầy da thôi. Coi tôi nắm là giống như nắm lai quần nha. Như nắm cái quần gì thôi. Dạ. Chứ không có, tức là nắm cái da á. Dạ. Chứ không có phải nắm cái gì cho mạnh đâu. Nắm nhéo nhéo nha. Đó, vì này làm thử ra. Nắm cho kín hết nha. Đừng có để cho nó chừa chỗ nào từ trong này đi ra. Vì mới phân biệt được. Đừng có đi đường nhanh quá, đi từ từ. Đi từ từ. Đó, vì nhíu vậy đó. Vì nghe thử ra cho nào đau nhiều. Nắm cái kéo vậy thôi. Đó, vì nắm vậy đó. À, đó. Nắm vừa kéo cái da lên. Nắm tôi kéo. Bên này nó đau hơn. À, bên đây thì đau đó. Để gì thử, gì thì gì bỏ bên đây. Vì mới thử nguyên một đường dài từ đây ra đây, chỗ nào đau nhiều nhất. Có một chỗ đau nhiều nhất chứ. À, thì chỗ đau nhiều nhất thì chị nắm kỹ rồi đó. Nắm kỹ chưa? Dạ. Biết được điểm đau nhiều nhất chưa? Chắc nó nằm ở đâu đây vậy? Đó, thì đó, bấm ngay cái điểm đau nhiều nhất làm lần nữa ra. Nắm ra. Không, nắm từ từ vậy thôi, không cần. Đó. Đau phải không? Đau lạ lắm phải không? Nè. Thấy không? Nó đau lạ thường, cái thịt nó dày như vậy mà mình nắm nó chịu không nổi. Rồi, chị bóp lại cái tay của dì coi. Dạ, thấy nó bớt. Thấy chưa? Nó hết bị cực. À, hả? Dạ, hết cực. Một cái ngón tay có chút xíu về mà phải dùng nguyên một cục thịt gì nắm vậy kéo. Nhưng mà đâu phải dùng nguyên cái bắp đùi đâu, nắm kéo nhẹ nhàng vậy mà bớt. Thì cái điều này người ta không thể nào người ta tin được hết trơn. Bây giờ tôi lý giải ra tại sao như vậy về lực đồng ứng nè. Ở trên này của chúng ta là thon nhỏ, tới đây là trung bình, tới đây là mập nhất. Hầu nhất ngón tay nào cũng vậy á. Thấy không? Thấy ba phần không? Ốm rồi trung bình rồi mập nhất, đúng không? Thì cái chân ta nó cũng ba phần giống vậy, 1 2 3. Phải chỗ này thon không, chỗ này mập nhất không? Cho nên cái tay co vô không được là cái lực tại chỗ này không có nè, chứ không phải ở ngoài. Cái lực này không có nè, cho nên lực cái chỗ mập yếu là bà déo cái chỗ mập. Đơn giản như đang giỡn nhưng mà thật. Mà kinh, đường kinh của nó đi á, rõ ràng cái đường kinh, cái này bác sĩ học đông y tại đây không tin nổi nha. Mặc dù chữa, chỉ cho người ta chữa hết bệnh mà vẫn tin không nổi. Vì họ bị sai cái lý luận. Cái lý luận này là lý luận hoàn toàn mới đối với đông y. Nhưng mà của tôi đó là lý do là sao? Đau ngón tay giữa là thuộc tâm. Thì đau tâm chữa thận, chân thuộc thận. Tim đã bị bệnh lấy cái gì chữa? Chỉ có nước để cho thận nó thoát nước ra thôi. Chúng ta nó sẽ bị ứ, nó nhồi trở lại. Cho nên nhéo vậy thấy đơn giản, nhưng mà cả một cái kỹ thuật. Mà tôi nói đây là đúng là Bồ Tát thị hiện. Mà người bị đó không ai là người phú ngẫu của tôi. Cái ngón này sưng lên luôn, ngón út này nè, nó sưng trong bóng lên luôn. Còn cái ngón giữa này này, nó đeo một cục thù lù gì luôn. Đưa vô nước không được, nó rát cái da. Mà quý vị biết là cái răng người ta ê như thế nào cái gì. Thì cái tay của ta khi bị xúc giác nó bị thương á, nó buốt cũng giống như vậy đó. Không nắm là được. Mà tôi bữa bây giờ thôi tôi không chữa nha. Em ráng em nắm em déo vậy đi, bên nào ra em làm. Thì bà déo có một bên đau thôi. Bà nó lạ lùng, nó đau như kim châm múi sát. Thì kéo về xong thì ngủ đêm sáng vậy, hai tay này sợp luôn. Cho nên tôi nói đây là tôi học Bồ Tát sống. Bồ Tát thì hiện qua người thân của mình, với kẻ nghịch của mình, đủ thứ chuyện hết trơn. Mà dạy mình những bài học vô cùng quý. Cho nên tôi rất tin là có Phật. Còn người ta không biết, người ta cứ lạy tưởng đắc hoài đó, muôn đời người ta sẽ không được cái chuyện đó. Vì làm gì trên đời này có người đẹp như tưởng vậy đâu. Cho nên thấy người đẹp thì mới tin là có Phật. Còn thấy người xấu thì giận thì ghét. Đúng không? Mà cái điều đó trái với đạo lý. Mà chư Phật thử mình bằng vậy mà đưa những cái hình xấu ra ghét mình không? Quý vị thấy tế điên tăng không? Ăn thịt chó mà chữa được bệnh người. Nhưng mà đâu phải ngàn đâu. Người ta không hiểu cái đạo lý này. Cho nên người ta chấp cái tướng.
cho nên các ngài ra đời để phá tướng. Huệ Năng không học một chữ nào, mà hỏi rằng ai đọc kinh không hiểu, đọc cho tôi nghe, tôi giải thích. Tri thức nào giải thích được cái, những chuyện đó. Tôi là người không học đông y, không tốt nghiệp bác sĩ mà chữa được những bệnh này một cách vô lý như vậy. Ai tin? Thế nên trở lại vấn đề là tôi muốn khuyến khích quý vị một câu rằng tất cả chúng ta là Phật tại tâm, thuốc tại thân, đều có sẵn hết. Nếu mình tỉnh trí mình làm nó sẽ có. Nó như vậy này, vô tình kẹt không dám mà vô tình bấm được đây là cái việc đúng. Thế không, đâu ai vậy đâu. Thành nữ cho nên rõ ràng mình tự biết vươn lên trên trên cái đó, đó thì rõ ràng chúng ta sẽ làm được những việc tốt hơn. Chúng ta không câu chấp vào phương tiện nữa. Cái người không trí mới lệ thuộc phương tiện. Còn người có trí ít có lệ thuộc phương tiện. Phương tiện nào dùng cũng được hết. Đúng không? Đúng. Đó. Rồi, vậy nắm được không? Con này chút xíu nữa thầy. Con mắt con hay bị nhức nhức quá thầy. Không biết. Nhức là nhức ở trong mắt hay là nhức ở khóe mắt? Nhức trong mắt con nghĩa là cảm giác nó nhức ở trong trong cái võng mô á. Dạ. Nó giống như mà đọc sách hay cái gì chút xíu là nó bắt đầu nó nhức, nó khó chịu. Rồi. Vậy cũng bị cho nó bên này. Giờ tôi thà dạ thử cho anh vậy nha. Dạ. Chứ không tại vì bị đau á. Đây dạ. Nè, đây đây ha. Dạ. Thế tôi nắng thử về. Vì cái này gì đau gì nói tôi. Đau thì nói. Chứ yeah. Đừng có chịu nha. Yeah. À, tôi tìm mới quyệt á. Do chỗ nó đau. Đây ha. Yeah. Cũng không nhiều. Đau mà không nhiều. Đau nhiều là gì nhảy dựng lên kìa. Rồi, nắm lại. Đau ha? Dạ. Nắm lại. Không đau phải không? Thấy lạ không? Dạ. Thấy không? Dạ. Vì đau đây nè, còn một con mắt gì bị thôi chứ không có hai con. Tôi khám là được thì tôi biết chỉ có một con à. Rồi, nắm lại lần nữa thứ bên này nè. Ha. Đó, thử giờ sau khi tôi này là nắm lại nha. Rồi tôi bấm nè, tôi kéo nè. Đó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, vậy nghe trong mắt cái gì đây thử là nó sao? Nó đỡ nhiều thôi. Đỡ nhiều phải không? Dạ. Rồi, thì quý vị thấy cái gì chữa bệnh của mình nó lạ, đau con mắt mà không chữa con mắt mà chữa đây nè. Cho nên cái lý luận này là cái lý luận hoàn xuyên mà nó có lý. Là tại vì sao? Cái bàn tay của ta, nó cái đường ngang này gọi là tâm đạo. Ta thấy bằng con mắt tại tâm. Mà con mắt của ta là cơ quan của nhục nhãn mà thôi. Nó truyền cái thần kinh đi vào ông trong óc á. Nó mới tạo cái nhận thức từ trong não. Cho nên cái lục căn của ta nó gặp tới lục trần, nó mới đấu, nó mới sinh ra cái thức. Nó mới nhận được. Ta nhận được ánh sáng từ mắt cái gì? Nhưng mà tử thi á, một người chết á, cũng giống vậy thôi. Nhưng mà cái ánh sáng họ đưa vào á, nó đưa qua cái đấy, mắt cái não nó không có nhận cho nên nó không thấy. Cho nên người ta mù gì tại cái não mù, chứ không phải tại con mắt mù. Hay là lỗ tai điếc cũng vậy thôi. Do vậy cho nên á, mình dùng cái nguyên tắc này, con mắt tại tâm, dùng trên đường tâm đạo á, nắm lại để bình thường vậy không thấy. Mà nắm lại vậy nè, thì sẽ thấy nè, thấy giống như con mắt. Cái từng đương nhiên quá không? Ừ. Giống cái nắp này giống như con mắt không? Chưa tưởng tượng ra, nhiều người chưa tưởng tượng ra. Yeah. Cái đường nhăn gì cái này giống mắt không? Đúng. Hả? À rồi phải không? Thấy chưa? Yeah. Cái giống cái chỗ này giống không mắt không? Cho nên cái cách của tôi bởi vì người ta nói bị đó, nó là cái khác. Đó. Thành thử mình mới nắm giờ tối nay mình thử không biết à. Đó. Bây giờ mắt bớt đau là dễ không đau nữa. Thì mỗi ngày sáng dậy dậy thức dậy đó gì thì giéo hai việc đó. 7 cái vậy đúng điểm đau là giéo 7 cái. Giéo thành 7 lần. Con mắt gì sẽ thấy khác. Dạ, chứ mình làm hai tay là hai con mắt không hay là một cái? Luôn luôn nó báo một việc ha. Cái nào? Nó luôn luôn nó báo một việc chứ không có nhiều. Thì, nhưng mình làm hai bên để mình lấy một bên nào cực đau mình chọn mình đó là việc. Chọn một cái. Đúng không? Cũng như hai đùi nãy nè, chỉ có đùi này đau thôi. Dạ. Cảm ơn thầy. Thấy không? Ai gì là phải.
Thầy, cái chỗ này là chị đau mắt yếu mắt rồi mình xài hết. Đúng rồi, kể cả trong trường hợp những người bị tai biến mạch máu dưới đáy mắt, bị glaucoma. Quý vị nhìn cái này nè, bình thường quý vị không thấy đâu, nhưng mà quý vị sẽ thấy nó lạ như thế này nha. Quý vị thấy con mắt của mình á, trên thực tế đó, nó giống như một thấu kính hậu tụ. Nếu một vật để ở đây, nó rọi qua thấu kính thì nó sẽ rớt vào cái tiêu cự. Đúng không? Dạ. Thì cái chỗ cái này đó là cái dẫn mô của mắt. Đúng không? Đúng. Cái hình nó hiện lên đây nè. Do đó cho nên khi chúng ta để như vậy đó, thì có nghĩa đây là đáy mắt. Để mình đưa nó thấy. Nhưng mình nắm như vậy được, có nghĩa đây nó giống đáy mắt. Thấy không? Hay là đằng sau lo tai nè, nó cũng giống cái đáy mắt. Cái lỗ tai nó hình cầu vậy nè. Cho nên những người mà bị glaucoma dưới đáy mắt đó, người ta dạch ra đằng sau lo tai nè, người xưa đó thấy có những đường chỉ cực tím ở đây là người ta lễ cho nó, người ta nặng mấy giọt máu ra cái nhãn áp hạ. Cho nên đừng có khinh thường dân gian là những nhà bác học mà không nói gì về danh về giọng hết. Mà ta không biết, ta nói ta chê với các ngài dạy mình nhiều cái hay lắm. Cho nên tôi đem những cái đó ngày nay tôi thu lượm lại được đó, qua một cái tổng cương là tất cả quy về một mối là đồng hình. Tôi đưa cái kinh nghiệm đó về hai chữ đồng hình, để cho những quý vị dễ nhớ và dễ học. Đó. Nhưng mà nói tổng quát quý vị đang nói theo đao nam chiếu bác. Rồi cái mình cho nó là gì đó mới tin, hay là chị không hài mình cũng tin. Nhưng mà thật sự nó như vậy. Rồi, xong chưa? Rồi, nghĩ nào? Thầy hay nói ngải cứu là gì? Ngải cứu là một cái loại cỏ, nó có cái mùi hăng hăng giống như cái lá thuốc, mùi gọi là cây thuốc cú. Ở bệnh viện nào cũng có, bên đây cũng có nữa. Cũng có. Cô tới tiệm thuốc bắc á, mấy tiệm thuốc bắc cô nói mua ngải cứu để mà hơ huyệt á, người ta biết à. Ngải cứu. Không, không phải cây ngải đó. Sao bữa nay cái vụ gì? Con bị cái lưng cái đầu. Rồi hôm trước chỉ vậy rồi về làm sao? Là ông xã không bỏ bê luôn hả? Giờ nhắc lại đi thầy quên rồi, bữa trước ta chỗ nào? Con đó, thì con nói với thầy học, chứ con tập với thầy học 6 tháng rồi con bớt, đi làm MRI đó, thì mấy cái sụn giữa mấy cái rốt xương á, nó bị lòi ra, đè cái dây thần kinh, thành ra con ngồi cái xương nó đau. Như vậy là gì phải cởi cái áo này ra, tôi chỉ cho, cởi cái áo này ra. Khi nào mà bị như vậy đó là phải chữa trên cái cục bộ đó trước. Rồi, chị gì ngồi xe lưng này tôi. Ngồi xe lưng. Ra đây mời sư phụ lên đây. Con hỏi thăm thầy Ngọc, có thầy ở đâu? Thầy Ngọc có thầy lên núi tu rồi. À, đúng rồi. Chứ tôi ở dưới thầy đâu. Nói thầy rồi, bỏ hai chuyện qua luôn. Học chữa bệnh đó hả? Cứ làm con thất vọng rồi đâu có biết. Nên nay tình cờ nè, ra đây nè. Cái này đó gọi là bây giờ dùng cái thủ pháp này nha. Tức là trường hợp mà bị cứng cái lưng á, bị cứng cái lưng lâu quá đó mà bị cái gì đó, bây giờ này bóp đây nè, cứ lấy từ ngang cái chỗ cục u này á ha, mình tính ngang cho đây là như là D1 nè, hay ngẩng cái cổ lên nó mềm mới dễ bắt nè, nắm này cái nè, một cái xong rồi á, cắt khoảng như đây nè, trở xuống nắm vậy nè, hai cái đó, đau ha, rồi buông ha, qua bên này nè, cũng giống vậy mà không nhảy, thấy chưa? Thì mình biết bên này bệnh đó. Nắm nè, đó, thấy chưa? Hai, rồi tiếp tục điểm thứ ba. Là một bên hả thầy? Bên thì mình cứ theo luôn hai bên vậy, là để mình lựa coi nó tắt điểm nào, nó tắt điểm nào, thấy không? Không đau, đau. Thấy chưa? Nó đi chéo nào, đi cũng tiếp một còn vị trí giống nhè, một yên thôi. Xong tiếp, không đau. Đối xương bên này, đau, ha, tiếp, ha, không đau. Bên này đau. Ngắn cái ngắn lưng nè, đó, đó, ha, đó, đó, cái này là vô dáng lâm thập bát dưỡng á, quánh 10 chiêu vậy thôi, đây, quánh này một thử nè, đào, là lấy,
không, không lấy, kế tiếp, không lấy, thử bên này, rồi, đó, quánh chéo vậy thử rồi, nghe không, cứ mỗi một việc cách nhau đơn giản có một in thôi, thì cứ ngắt nhau vậy, quắt bắt từ cột sống D1, D thầy nói theo tiếng Tây với Mỹ là chữ T, nói theo tiếng Tây là đọt xô á, tức là các cái cột sống lưng nó chạy theo cái hệ thống 12 cái dây, 12 cái đốt lưng nó chạy về nè. Đây nghe chia ngang qua bắt bên này cái, bên này cái, bên này cái, bên này cái, cứ bắt nhau, cứ mẫu một quyệt cách nhau vào khoảng 1 in. Yeah. Cứ nắm đại gì giật cái nào trúng là ăn tiền. Nghe là mấy lần thầy, ví dụ như là hãy giật ngày mấy lần về em đi thay. Mỗi lần á, ví dụ như mình thì đi giật một cái vậy thôi. Một cái vậy thôi. Giật cái khúc đầu tiên để biết cái nào đau. Dạ rồi cái sau. Lại cái thứ sau là cũng không giật mạnh cũng giật đều vậy mà giật trên cái quyệt đau thôi. Dạ dạ. Ha, làm lại lại nè ha. Những cái bệnh mà tất cả những cái bệnh mà nó bị lạnh lưng, bị cứng lưng, bị do nó bị thoái quá cột sống đó. 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 Thấy rõ ràng lạ lắm à. Chỗ nào hắn đau là tự nhiên hắn ẹo à, thấy không? Chứ không có phải là mạnh đâu, thấy không? Thấy không? Đó, ẹo thấy không? Nó xuống tới nó ẹo. Đó. Đó, thấy không? Đó. Vậy thôi, đơn giản mỗi bên năm quyệt. Xuống 5 chỗ. Thì nó 5 chỗ vậy thôi, thì quýnh nó 2 cho bên cột sống rồi tôi. Rồi xong rồi ngày xây lưng lại tôi chỉ cho. Đó là ông làm cho bà nha. Còn bà tự bà làm cái này. Nắm nè. Ha. Dạ. Dạ này. Đau ha, đau ha, rồi buông ra, nhột ra đau, đau thấy bà rồi, rồi đau ha, đau mình thử nè, thử bên đây nè, thấy chưa, thấy không, thì như vậy mình biết chắc bên đây nó một cái dây, bên đây nó chằng ngược, nó giật, rồi mình thử nè, bây giờ thằng thứ hai nè. Ủa mà nó út không có hả thầy? Muốn thử, muốn út, thử tôi cho thử hết, nè, biết kìa thầy, nè. Muốn thử cho thử, tại vì kinh nghiệm tôi biết là nó đau, cột sống là đau trên cái ngón số 3 này, có một cái tư này không? Thấy không? Rồi, bây giờ muốn thử nè, thấy không? Nó không đau. Đó, quý vị trà hai bên đó, đó. Thì quý vị sẽ giải quyết được cái cột sống. Vậy là, rốt cuộc là cái ngón áp út của mình. Ngón ống là thuận tam cho kinh mà nó chạy trực tiếp từ trên đầu cổ ghế, nó chạy xuống cho tới thăng lưng. Đau lắm thầy ơi. Thì đó. Nó bình thường nó cũng đau, hẳn nhất không có. Thì đó là nó báo hiệu trên cái tam tư kinh mình bị bệnh. Cho nên nguyên cái dùng nó là can du, thận du, tỳ du, phế du, tâm tiêu du, nó đi một dọc đó. Các du huyệt của cái kinh đó nó bị. Rồi gần đây sao cái quả còn nó vọng lên là cái nố răng mình nó ế được. Nú ê, nú ê trước hay là ê trong? Ê hàm trên hay ê hàm dưới, ê cả hàm? Đỏ rồi cái cổ nó cũng... Không, nhưng mà vị nghe được, phiêu được là cái nú hàm trên hay nú hàm dưới? Hai hàm trên nhiều hơn. Hàm trên nhiều hơn, hàm trên nhiều hơn đây nè, thì lấy đây nè, nắm lại về. Để về không thấy phải không? Để về mới thấy nè. Thầy thấy này giống răng không? Hả? Thì răng ở đây, thì nú ở đâu? Phải nú mới nằm khoảng này chứ gì nữa. Ủa, thầy bia đi tìm cái nú. Cái nú mà bị đau là đi kiếm cái nú. Ừ, thì để vậy rồi cái gì, co lại. Co nắng nè. Coi thử cái nú nào bị. Mà anh này không bị gì. Thì bây giờ vô sâu một chút. Coi nó có bị sâu hơn không. Đó. Cái anh này đau lắm. Đó, anh này đau quá thì lấy anh này. Bây giờ đấu xứng anh này. Giờ mình lấy vậy đó, nú bị. Đó, giật rồi đó. Thì nó giật rồi đó, bây giờ thử bên đây đi. Thử bên đây này. Này. Đâu mà muốn thầy luôn. Thử bên đó đi, thử bên đó. Coi còn đau không? Không, bây giờ cô thử đi. Cô nghe lại nó còn đau nữa không? Sau khi tôi đụng cái thằng bên đây rồi. Không đau nữa phải không? Thì không đau nữa, bây giờ cô thử bên đó. Thì cái cổ nó cũng đau đau chỏng đó thầy. Thì nó, thì cổ nằm đây. Thấy không? Thì đây lưng. Vậy thôi. Ừ, đơn giản vậy thôi. Cái ông hép ra cái lưng con làm đó. Nổi không? Làm sao mà mấy cái sụn nó khuyết vô được thầy. Đừng có bao giờ nghĩ nó không lành. Đừng cứ nghĩ, mình cứ điều khiển nó như vậy, tự động cái não nó tỉnh thức. Thấy không? Người ta nói tu muôn kiếp mà ngộ nhất thời là vậy. Thấy không có đợi đâu, đừng đợi đâu. Dạ.
rồi, bữa nay nữa không? Xem cái nhiều rồi. Bị thầy thầy giúp con thầy sao quên ví dụ như cái tay con thầy đổ ghế đi, đổ ghế được không, muốn đổ ghế sợ ngồi lâu quá nóng đổ ghế khác đi, đổ được, ghế được thầy. Sao cái này thầy con dơ vậy được mà lên không thử à, thì để theo sáng giờ không nói con quên rồi giờ dở tới đâu đi, dở tới đâu kẹt dở tới đây kẹt phải không dạ. Rồi cái này dở tay này lên đi, cũng không không được, đừng có dở lên tới nhiều quá, dở tới ngang đây thôi. Dạ, tới ngang đó, ngang đấy của cái thằng bệnh này thôi. Thấy chưa? Dạ. Tới đó thêm buông tay này xuống. Rồi nắng nè. Nghe cho nó lại giật thấy không? Dạ. Cái gì muốn thực tập không? Tôi chỉ cho nè. Nè, giật nè, bớt chỗ khác nè. Thấy không? Thấy chưa? Rồi giờ dở này thử ra. Chưa lên được. Chưa lên được, nhưng mà nó nghe nó có cái gì lạ trong đó chứ. Rồi dở đây lại lần nữa thử ra. Đó, nó đau lạ lắm chứ đâu có phải tôi làm mạnh đâu nè, bóp cực mạnh đằng sau nè, bốn ngón luôn đó, không đau mà đụng cái này chịu không nổi nè đó. Rồi ráng đừng gồng, ráng đừng gồng đó. Rồi rồi thử lại lần nữa đi, tức là nó có thay đổi phải không? Dạ. À, thì như vậy đó, bây giờ muốn là bây giờ làm không nổi nữa thì tôi bỏ, bây giờ đụng một chỗ đau quá tôi không muốn làm nè, đổi này già thử nè đau ha. Dạ. Đau đau ha, giống y hệt như quý vị đó, đừng có gồng quá, gồng quá mà nó cưỡng nè, nhẹ lắm nè, một nè đau ha, hai đau ha, ba. Rồi đi thử lại đây. Lên đường chút quá thôi. Ờ thì đó bà như vậy đừng có nhíu nữa đi, chỗ này nữa đi thì nó sẽ nhẹ mà nhiều. Ừ. Ừ. Nó mỗi ngày về xoa như vậy đây. Ừ. Lấy tay vuốt trên tóc trước đây, đừng cho nhớ đừng cho kẹt tóc đó, nó đau lạ thường lắm, nhưng mà khi nó mình biết nó đau rồi nó là thuốc trị bệnh cho mình nhả ra. Ừ. Mình đừng có suy nghĩ, mình cưỡng lại, mình cứ vuốt xoa nhẹ nhẹ thôi. Ừ. Thì tự động nó sẽ quớt. Ừ. Rồi sau đó là chà cái bỉnh tay này. Ừ. Ha. Mình nhớ cái tại sao nhớ lỗ tai, tay đồng tai, cái đồng âm của tiếng Việt Nam, tay đồng tai, thì quý vị sẽ nhớ dài hơn. Đó, đó đau lạ thường thấy không? À. Nhớ nữa không? Nè. Cảm ơn gì là Phật rồi. Sao vậy kia lên? Cảm ơn gì nào nữa? Con bị thiếu canxi thầy, thành ra con thường hay uống sữa almond đó. À. Uống nhiều quá con bị ngứa. À, thì bớt lại đi uống, bớt lại đi uống. Chà mấy cái việc thôi. Chà mấy cái việc đó. Cái cao sum uống trong cái mật ong nó có nhiều cao sum. Trong mật ong có cao sum, những chất mà thuộc cao sum. Không uống được hả? Làm gì nóng. À, nóng à. Chịu nóng được. À, thì sao bà hả? Chắc con nghi là chắc bị viêm phế quản này, ho, nó lông lông, thí dụ hít thở mạnh là bị ho. Nó ngứa cổ hay sao? Dạ, giống như ngứa cổ mình phải ho vậy đó. À. Nó làm như đâu trong bên trong á, không phải cái bên, không phải ngay cuốn họng. Ừ. Thì nhà tại vì cái nhỏ gái nó cũng bị giống giống, nó đi khám thì nghi là chắc bị viêm, giống như nó gọi là bronchitis đó thôi. À. Là chắc viêm phế quản. À, viêm phế quản. Dạ. Viêm phế quản. Thì chắc con nghĩ là chắc con bị giống vậy đó, nó vậy thôi. Thưa cha, sao da nhám gì vậy ông? Da khô nhám. Nhám dữ á. Dạ, nhám như vậy là vậy. Cái phổi nó nóng quá. Cái phổi bị khô quá. Dạ. Thẳng nè, thẳng nè. Thẳng nè, thẳng nè, vuốt nè. Nghe thử cái chỗ nào nó đau. Dạ, đó, đạt. Đây ha. Dạ, đó, đạt. Không bị phải không? Dạ, ít thằng bên tay. Này, nè, nó lấy cái này. Dạ, là chỗ đó. Đó, mỗi ngày chà cái này. Nó chà cái đó. Dạ. Rồi. Cứ nắm mình chà vậy thôi. À, vuốt từ trong ngoài ra, thuốc chà ra. Dạ. Vuốt từ trong ngoài để ra. Dạ. À, để vậy đó. À, nó có cái lực.
À, rồi khi vuốt vậy xong rồi cái gì 7 cái. Xong thì chà hai bên này. Hay nó đau ha. Dạ đau. Thì vuốt tiếp bên này. Dạ cũng đau luôn. Đó, hai thì bên vuốt hai bên, dùng hai bên hết. Đó thì vuốt như vậy cho tới 7 lần. Dạ. Nước miếng nó ra gì nuốt. Dạ. Vô nghe cái lạnh đó. Dạ dạ. À. Đó. Khi mình lấy huyệt á, cái miệng mình hả ra dạ, vuốt tiếp. Dạ, trên nó có cái rồi. À, có cái sủng. Rồi giờ thì ngầm là gì vuốt. Dạ. Đó, thì cứ vuốt thử một thời gian rồi sao. Cũng ngày 3 lần hả? Cũng ngày 3 lần, lần 7 viên. Dạ. Rồi, chúng ta còn mấy phút nữa nha. Để vuốt tràn hả thầy? Đây. Đây, đây. Thầy lão hổ quý vị ngày thứ 7 cái gì đây. À. À, dạ. Dạ. Hai chỗ vậy thôi. Hai chỗ thôi. Vậy đi. Dạ, dạ, à. Cảm ơn. Không có gì. Dạ. À, sao bây giờ từng tới sao đây? Vì, dạ, thì nói đi gì nào, nghe có ý kiến. Thứ bảy đi chùa hơn nhiều. Tức là thứ bảy mà đi chùa, tức là chủ nhật. Tức là chủ nhật họ mới chủ nhật mới đi được phải không? Rồi thì tiêu tu phải đành bị phạt quỳ hương thôi. Tôi đã sửa ngày nay thôi. Thì là muốn thứ bảy nên là chủ nhật. Mấy người nào? Xin đi vô mấy người? Xin đi vô mấy người? Mở hai ngày là thầy chỉ đức kiện á. Ra khỏi đưa tay. Xong rồi. Mấy cô Samuel vô thì cô muốn thứ bảy. Samuel vô mấy bao nhiêu người tắt hay Vinh?